Thực hiện kết luận tại cuộc họp về tinh học hóa trong bảo hiểm y tế ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và công văn của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu về việc phối hợp với chi nhánh Viettel Bạc Liêu triển khai thí điểm phần mềm khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Giá Rai. Viettel đã thực hiện triển khai giải pháp sử dụng phần mềm HIS-1 tại Bệnh viện Giá Rai và Quân y tỉnh Bạc Liêu. Bước đầu sử dụng đã mang lại hiệu quả khả quan. Giải pháp được xây dựng với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông để nâng cao chất lượng của các dịch vụ y tế, cải cách thủ tục khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế tại các bệnh viện. Được sự phối hợp của Sở Y tế Bạc Liêu, chi nhánh Viettel Bạc Liêu đã nhanh chóng bắt tay vào công tác khảo sát, đánh giá cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin. Sau đó tổ chức triển khai hạ tầng, trang thiết bị đến hai bệnh viện là Bệnh viện Đa khoa Giá Rai và Bệnh viện Quân y. Tuy hệ thống đi vào sử dụng chưa lâu, nhưng bước đầu đã mang lại những lợi ích thiết thực cho bệnh viện trong công tác quản lý, hỗ trợ, theo dõi. Trong suốt quá trình triển khai, chi nhánh Viettel Bạc Liêu liên tục tổ chức đào tạo, tập huấn hệ thống trực tiếp tới các cán bộ trực tiếp sử dụng hệ thống của bệnh viện. Đặc biệt, để đảm bảo công tác hỗ trợ kịp thời và hiệu quả, Viettel đã cử cán bộ chuyên môn trực tiếp thực hiện 3 cùng tại mỗi bệnh viện là cùng ăn, cùng ở, cùng làm, qua đó rút ngắn thời gian triển khai, đồng thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc một cách kịp thời. Từ khi áp dụng hệ thống của Viettel thì giúp cho bộ phận công nghệ thông tin này giảm tải hơn, ít làm những thủ tục như chỉnh sửa nhiều về cái khoản sai của người bệnh người làm. Mấy anh hỗ trợ Viettel thì hỗ trợ rất là nhiệt tình. Khi mà tụi em có khó khăn gì thì các anh cũng có đến có mặt để giúp tụi em. Hệ thống của mình nó chặt chẽ hơn. Những cái phần mềm sử dụng thì nó quản lý cho mình nó dễ thu tiền, dễ tính tiền hơn. Cái phần mềm của Viettel thì rất tốt. Đi sâu sát, nếu mà trục trặc là mình có báo và em Út nó lại kịp thời. Dự án triển khai thí điểm phần mềm HIS-1 bước đầu thực hiện đã thu được những kết quả khả quan. Chỉ sau 16 ngày, tổng số hồ sơ khám bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế quản lý hệ thống là 7.432 hồ sơ. 100% cán bộ trực tiếp sử dụng hệ thống được Viettel trực tiếp hướng dẫn. Trong thời gian triển khai, Viettel đã tổ chức 8 buổi đào tạo trực tiếp cho toàn bộ cán bộ y tế tại bệnh viện, nắm rõ và sử dụng thành thạo hệ thống. Kết nối toàn bộ 50 máy vi tính tại toàn bệnh viện Giá Rai, 6 máy CLS, vận hành cho Bệnh viện Đa khoa Giá Rai 340 giường bệnh nội trú, trung bình 1.300 lượt khám mỗi ngày. Phía Viettel là các anh em rất là nhiệt tình, làm việc hết tiến độ. Bước đầu thì đã trang bị được kiến thức nhất định cho các anh em được tập huấn hệ thống HIS-1. Thì cái HIS-1 này thì so với phần mềm trước thì theo tôi đánh giá thì nó chi tiết nhiều hơn, nó nhiều thông tin hơn, cái quản lý giúp cho cái quản lý khám chữa bệnh về thanh toán bảo hiểm y tế được chặt chẽ hơn. Tới giờ vận hành thì cũng tốt, khi mà bị sự cố thì anh Viettel cũng hỗ trợ kịp thời để em đưa vào sử dụng. Cái ưu điểm thì các phần mềm này thì nó quản lý được cái đơn vị từ khâu dược, từ cận lâm sàng, rồi theo tiếp đó khám chữa bệnh. Với những thế mạnh vượt trội về cơ sở hạ tầng, nhân sự chuyên nghiệp, phần mềm ưu việt và tính bảo mật cao, Viettel tự tin và sẵn sàng triển khai đồng bộ giải pháp HIS-1 đến các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Với phương châm nỗ lực vì một tương lai tươi sáng hơn, Viettel cam kết mang đến dịch vụ uy tín và chất lượng nhất, góp phần nâng cao an sinh xã hội. Viettel, chung tay vì cộng đồng.